biết kỳ này có đúng như avatar Facebook không ta? Hy vọng không gặp phải thánh sống ảo qua 1000 lớp app rồi mới đăng lừa tình. Chào em. Em là Vi đúng không? À dạ đúng rồi. Anh là Long. Chào anh. Em đợi anh có lâu chưa? Dạ không, em mới đợi anh có nửa tiếng à. À không, em mới tới, em mới tới. Nhìn em ở ngoài xinh quá à. Giống như những gì em tưởng tượng. Anh cũng vậy nữa. Giống y chang như hình trên Facebook luôn. À không, ý em là đẹp như trong tưởng tượng của em vậy á. Em có món quà này muốn tặng cho em. Anh tặng em hả? Xinh quá ta. Ôi. À em ơi, hình như quán này có bán đồ ăn hả em? Dạ không, quán này bán nước thôi nè. Hình như anh nghe cái mùi mà bún mắm Phan Thiết ở đâu á. Đó đó, em có nghe không? Rõ ràng luôn, anh chắc chắn với em nè. Bán đồ ăn bún mắm Phan Thiết chắc chắn với em luôn. Hay là mấy đứa nhân viên này nó lén chủ, nó mua về đây rồi nó ăn lén. Quán này là không được rồi, mai mốt anh sẽ chọn quán cho em nha. Đừng có đi quán này nữa. Dạ anh chị cho em gỡ mình nước. Cẩn thận anh ơi. Dạ cho em gỡ mình nước ạ. Chịm đi. Khoan em. Dạ sao ạ? Cho anh hỏi, quán mình có ai ăn bún mắm Phan Thiết không em? Dạ quy định là quán em không được mang thức ăn bên ngoài vào đó. Mà hình như em cũng có nghe cái mùi đó. Cảm ơn. Gặp em anh vui quá. Dạ em cũng vậy. Nhưng mà anh có việc bận đột xuất rồi. Chắc là bữa sau mình gặp nhau mình nói chuyện nhau với nhau nhiều hơn nha. Gì vậy anh? Chưa gì hết hả? Tại vì anh có việc bận thiệt. Lần sau mình gặp nhau nha. Thôi. Trời ơi đừng có khóc nữa, tao xin mày luôn á. Khóc gì khóc hoài vậy? Nín đi. Mẹ ơi, tao không biết sao nữa. Mà mỗi lần nói chuyện trên Facebook á, nói chuyện vui vẻ lắm, thế là non hẹn biển các kiểu. Cuối cùng gặp tao ở ngoài, chạy như chạy ma, chạy như chạy tà vậy. Mày thấy sao? Mày thấy tao xấu không? Không. Trời ơi, vậy tại sao? Hay là do make up già? Đẹp mà. Vậy tại sao? Ê, hay là tóc tao có vấn đề? Mày coi cái tóc tao coi. Phải. Vậy sao? Mày nói tao nghe coi. Thì tại... Tao hiểu rồi. Chắc là ai bỏ ngải hay là duyên âm gì theo tao nè. Thấy không? Giờ á, mày nhìn tao coi, nhìn coi. Giờ nè, mày hay đi câu bói đúng không? Mày nói chuyện với tao kỳ vậy. Mày hay câu bói á, bây giờ mày tìm cách để tao giải âm, giải duyên âm hay là giải ngải gì đi. Tao van mày ơi, cứu tao chuyến này đi. Không tao ế, tao già luôn. Nó nghe là tao cũng van mày luôn á. Mày làm ơn mày ngồi xuống, mày ngồi yên với tao được không? Tới mày không kỳ thị tao là sao? Được rồi, không kỳ thị sao được. Giờ tao coi mày là bạn thân. Đúng là bạn thân. Mày là thân anh ấy rồi. Mày mà cái cô không có thân không biết lo đó. Nghĩ sao vậy trời? Tao nói kỳ thị ở đây á là cái kỳ thị cái mùi cơ thể của mày kìa. Cái gì? Trời ơi, nghĩ sao? Con gái con đứa đi thông nhét hai cái phù hợp của kiểu hai bên. Nhưng mà mày chịu nổi hả? Nhưng mà tao tắm rửa thường xuyên lắm, ngày hai lần. Giận hằn. Cái này là do cơ địa. Nghĩ sao vậy? Cái tuyến mồ hôi nội tiết của mình á, nó sẽ tiết ra khi mình hoạt động mạnh. Chưa kể nha, trời nắng nóng như vậy nè, vi khuẩn nó cộng vô nữa, rồi nó gây ra cái mùi hôi. Thấy không? Thành thử ra mà chưa kể nha, cái này còn có tính di truyền nữa đó. Ba mẹ mà bị á, là tao nói con cái sẽ có cơ hội bị tới 80% luôn. Bởi vậy mày phải gán ăn dữ lắm. Giờ sao? Mày cứu tao đi, giờ sao? Giúp tao. Bởi vậy tao nói cái hồi mày gọi điện thoại mày nói hẹn hò thất bại là tao biết rồi. Đây nè,
cứu tinh của mày đó. Cái gì vậy? Cái này á là xịt khử mùi chiết xuất từ thiên nhiên, Refrenatural, giúp á khử mùi nè, ngăn tiết mồ hôi suốt cả ngày luôn. Đây nè, mày nhìn thành phần đi, nó được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Ví dụ như là trà xanh nè, nha đam nè, ngọc lan tây, cúc la mã đó. Mà cái mùi này á là mùi trà xanh, nó rất là dễ sử dụng. Mà ở đây nó có tới 4 mùi lần đó, thầy thử đi. Nhìn dễ thương quá ha. Chưa hết đâu nha, cái Refrenatural này nè, nó còn á giúp mình dưỡng trắng vùng da với cánh tay nữa đó. Mày xài đi, đảm bảo nha, vừa thơm mà vừa ngon nữa. Xịt khử mùi mày làm gì ngon? Mày không thấy ngon mà mày xịt cái này vô, trai nó thấy mày ngon, mày hiểu không? Quỷ á, để tao dùng thử. Tới cửa rồi. Mày vô nhanh nha. Mệt quá. Làm gì mệt? Trời ơi, tự nhiên bữa nay tôi vô cái quán tôi thấy sảng khoái dễ sợ luôn đó nghe. Sao rồi, thành công không? Thì thành công rồi. Anh Long á, anh nói y như mày vậy đó. Bởi vậy anh mới ngỏ lời với tao. Tao giờ đã có bồ rồi đó. Ghê vậy. Trời ơi, cảm ơn mày nhiều nha. Nhờ mày giới thiệu cho tao cái chai xịt khử mùi Refrenatural mà bây giờ hả, không còn cái mùi trên cơ thể nào làm tao e ngại nữa hết trơn á. Thì vui rồi, nhưng mà nó chỉ giúp mày á là ngăn ngừa tạm thời thôi. Mày không dùng nữa thì nó vẫn hăng lại bình thường. Thành thử ra tao thấy mày nên gặp bác sĩ để tư vấn chị cách dứt điểm đi. Mày nói cũng đúng á. Vậy để có gì tao gọi bác sĩ. À, bác sĩ ơi, ngày hôm nay thì em có đưa bạn thân của em tới đây á, thì có một cái vấn đề nó hơi tế nhị, thì em cũng muốn là nhờ bác sĩ tư vấn. Tức là bạn của em á thì cũng là tắm rửa vệ sinh thường xuyên á, nhưng mà cái cơ thể của bạn nó có cái mùi đặc trưng mà nó hơi nặng á, thì em không biết là cái điều đó là do nguyên nhân từ đâu, và bác sĩ có thể tư vấn để giúp bạn để khắc phục cái vấn đề đó rồi. Cái mùi cơ thể á thì tất cả các động vật, trong đó có cả con người, thì đều có xuất hiện cái mùi cơ thể. Ở trên cơ thể của chúng ta nó sẽ có ba cái nhóm tuyến mồ hôi chính, đó là cái tuyến mồ hôi dầu, tuyến mồ hôi nước và cái tuyến bã nhờ. Trong đó thì cái tuyến mồ hôi dầu là cái tuyến chính mà nó gây ra những cái mùi ở trên cơ thể của chúng ta. Vậy thì cái tuyến mồ hôi dầu này nó sẽ đổ ra những cái chất dầu, những cái chất hóa chất ở trên bề mặt da, kết hợp với những con vi khuẩn, nó sẽ tạo thành những cái mùi xuất hiện ở trên cơ thể của chúng ta. Ngoài những cái yếu tố là con vi khuẩn thì nó sẽ còn những cái yếu tố khác nó giúp thúc đẩy hoặc nó làm nặng lên cái mùi của chúng ta. Ví dụ như là từ những cái nguồn thức ăn, ví dụ như ăn tỏi nè, hành tây nè, cà phê nè, hoặc là những thức ăn cay nóng, hoặc là chúng ta đang bị những cái bệnh trong cơ thể và chúng ta uống một số cái thuốc, những cái thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng đến cái mùi cơ thể của chúng ta. Bác sĩ có thể cho em biết là ví dụ như ngoài cái cách mà mình xịt hoặc là mình lăn á, hoặc là mình dùng những cái sản phẩm hỗ trợ á,
thì mình có cách nào để mà mình can thiệp nó bên trong luôn không? Dứt điểm cái vấn đề đó luôn không? Thì cái đó là cái mảng điều trị cái vấn đề bị mùi cơ thể, đặc biệt đó là cái vùng hôi nách. Thì chúng ta sẽ chia thành hai cái nhóm. Nhóm thứ nhất đó là điều trị không xâm lấn, là điều trị tại chỗ. Cái thứ hai đó là điều trị xâm lấn. Thì trong cái điều trị xâm lấn của chúng ta, đó là chúng ta sẽ dùng phẫu thuật nè, hoặc là nội soi để cắt những cái tuyến mồ hôi đó đi. Cái điều trị tại chỗ thì chúng ta sẽ nhằm mục đích là chúng ta sẽ làm giảm cái tiết mồ của hôi nách, và đồng thời đó là làm cho ức chế sự phát triển của con vi khuẩn ở trên bề mặt da của chúng ta, để nó ngăn chặn nó không có tạo nên mùi. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp nhân gian, là chúng ta dùng cái lá trà nè, hoặc là phèn chua nè, hoặc là gừng nè, chúng ta thoa lên cái vùng da mà nó bị hôi thì nó cũng có một phần cải thiện. Tuy nhiên đó là những cái tác động nhân gian thôi, nên nó sẽ không có hiệu quả nhiều đối với những cái trường hợp nặng. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng những cái như là xịt khử mùi nè, hoặc là chúng ta dùng lăn nách nè. Đó, những cái sản phẩm đó thì nó cũng kiểm soát được trong một khoảng thời gian từ 2 đến 6 tiếng đồng hồ, giúp cho cái nách chúng ta nó không có bị mùi và nó cũng ít sản xuất ra tiết mồ hôi nhiều hơn. Rồi cái phương pháp tiếp theo đó là sử dụng những cái thuốc uống. Những cái thuốc này nó sẽ tác động vào trong cái tuyến mồ hôi của chúng ta, nó làm ức chế sự sản xuất mồ hôi. Phương pháp tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiêm Botox. Đây là một cái phương pháp mới, chúng sẽ tiêm trực tiếp vào cái vùng da mà nó bị đổ mồ hôi đó, thì nó sẽ ức chế cái tuyến mồ hôi, nó sẽ không có sản xuất ra nữa. Tuy nhiên đây là một cái phương pháp mới và nó là phương pháp cũng khá là đắt tiền, và chúng ta phải lặp lại từ 4 đến 6 tháng. Vì thế mà nó cũng không có khả quan lắm nếu mà chúng ta bị cái tình trạng nó quá nặng. Và cái phương pháp tiếp theo cuối cùng đó là chúng ta sử dụng những cái laser. Những cái laser này nó cũng khá là hiệu quả, và nó sẽ cần cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần, và nó cũng không có thích hợp đối với những cái trường hợp mà bị hôi nách nặng. Thì đối với những trường hợp mà bị nặng thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cái phương pháp phẫu thuật. Mình có cái cách phòng ngừa nào không bác sĩ? Phương pháp phòng ngừa thì đầu tiên chúng ta là phải bằng cách nào đó chúng ta sẽ kiểm soát được cái tiết mồ hôi của chúng ta, bằng cách là mặc đồ phải là thoáng mát, rộng ha. Thì những cái chất liệu vải chúng ta là cái vải thấm mồ hôi và nó thông gió chút xíu, và hạn chế những cái quần áo mà nó bó sát vào trong người, và vệ sinh cái vùng mà chúng ta bị hôi hoặc là cái mùi ở cơ thể chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng những cái sữa tắm. Và tuyệt đối là chúng ta không nên sử dụng những cái xà phòng tẩy quá nhiều. Thì sau khi chúng ta tắm xong thì bắt buộc chúng ta phải là lau khô cái vùng đó. Và kèm theo là chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái sản phẩm như xịt khử mùi, hoặc là những cái vùng sản phẩm lăn lên trên cái vùng mà chúng ta có cái mùi đó. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái bột tan, nhưng cái bột đó nó sẽ thấm hút cái mồ hôi tốt hơn. Rồi đối với những cái trường hợp mà chúng ta bị đổ mồ hôi hoặc là những cái vùng hôi chân, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đế lót dày, hoặc là chúng ta sử dụng những cái vớ mang vào, nhưng mà cái vớ đó cũng phải thoáng mát chút xíu. Và cái tiếp theo đó là chúng ta điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống chúng ta. Giống như nãy mình nói là có những cái thức ăn ví dụ như tỏi, hành tây, cà phê, hoặc là những cái chất mà kích thích, ví dụ như cà phê là một cái chất kích thích trong cái hệ thần kinh của chúng ta, nó sẽ làm tiết ra chất mồ hôi nhiều hơn. Vì thế mà chúng ta sẽ có cái mùi cơ thể nhiều hơn. Dạ em cũng thay mặt bạn em thì cảm ơn bác sĩ đã tư vấn giúp tụi em hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như là cách phòng ngừa để bạn em có thể cải thiện bản thân được hơn. Thì nếu có vấn đề gì về mùi cơ thể á, thì em cũng như là bạn em hoặc là những người trong gia đình của em á, xin nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Không chỉ hai em, bạn bè em, người thân em hoặc bất kỳ ai có vấn đề gì về mùi cơ thể thì cứ alo bác sĩ nghe. Dạ, em mới bị ho mấy bữa nay thôi chứ không có gì đâu. Bữa giờ công ty của mình á có cái tin đồn râm ran là thằng Hải nó bị bệnh lao. Vụ đó nghe rồi, nghe manh nha bữa giờ rồi mà. Trời ơi, nhưng mà bây giờ tôi xác nhận nó không phải là tin đồn mà nó là sự thật. Trời. Hồi nãy á, tôi đứng kế bên nó nói chuyện nè. Trời ơi, nó ho sặc sụa, nó ho không ngừng nghỉ luôn. Tôi đâu có dám nói gì đâu.
tôi thấy nó hao quá tôi lật đật tôi chạy đi luôn là láo chứ gì nữa. Cái bệnh đó lây đó, nguy hiểm lắm. Nhưng mà bà nha, hồi nãy bà đứng mà tiếp xúc giọng nói chuyện quá trời, coi chừng bà bị lây trước luôn đó. Không, tôi không có bị lây đâu, sức đề kháng tôi tốt lắm. Trời ơi, tốt mà ho dữ vậy. Nói nhiều chuyện bị sặc. Ôi biết tôi nguy hiểm thiệt luôn á. Hello mọi người. Đừng nói đi. Bà biết nhiều mà nói đi chứ tôi có biết gì đâu. Trời ơi, bởi tôi nói cái công ty này ai cũng nhát ấy. Chuyện gì đó chị? Hồng. Chị nói này em đừng giận chị nha. Em với anh Hải á quen nhau bao lâu rồi? Hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Trời đất ơi, quen lâu dữ vậy ha em. Lâu quá chị. Vậy rồi, bữa giờ em có biết là thằng Hải nó bị ho không? Em biết mà. Em biết rồi sao em không kêu nó đi khám bệnh đi. Trời ơi, nó ho quá trời, nó ho thiếu điều muốn bắn hai cái phổi nó luôn vậy đó. Em biết anh Hải ho. Hơi sốt nữa. Sốt nữa kìa. Mà em có kêu anh đi khám rồi. Anh nói là bệnh công việc quá, anh không đi khám được. Trời ơi, em ơi là em. Nói chung á, làm lo làm việc á thì cũng tốt, cống hiến cho công ty á là tốt lắm đúng không mọi người, rất là đáng hoan nghênh. Nhưng mà Hải nó bệnh vậy á, rồi đi làm cái môi trường công ty là môi trường máy lạnh, rồi lây cho biết bao nhiêu người, ai cũng có gia đình con cái của họ mà em. Với lại chị nói vậy chị lo cho em lắm chị mới nói. Em với Hải quen nhau lâu vậy rồi, thế nào hai đứa cũng phải tính cái chuyện tương lai, cái chuyện đám cưới chứ. Mà bây giờ nó mà đổ bệnh một cái, trời ơi, có tiền mua tiên không được đó em. Thôi được rồi, để em về em nói với anh Hải nha. Nói liền đi chứ về cái gì nữa. Thì để em nói anh đi khám. Chào mọi người. Chào Hải. Ủa mà sếp. Sếp chưa tới mọi người. Thì không thấy là biết rồi chứ hỏi gì. Ủa mà Như hôm nay ai cũng bệnh hết hả? Sao mà đeo khẩu đen của Trang hết vậy? Không có bệnh mà sợ bệnh. Có chuyện gì hả mọi người? Chắc đi lấy khẩu trang á. Trời sao nói tôi sớm? Cô có quá trời nè. Không. Trời ơi, em đứng đây mà không nói làm anh tìm em mà không chết luôn à. Nè, đeo vô đi. Đeo cái gì mà đeo? Anh không thấy mọi người trong công ty kỳ thị anh hả? Tránh xa anh như quái vật vậy á, sao anh không chịu đi khám đi? Em nay sao vậy? Tự nhiên lớn tiếng với anh à. Em thấy không, anh đâu có thời gian đâu mà rảnh rỗi đi khám bệnh được. Bây giờ anh nghe em đi, đi khám để còn điều trị. Nếu như anh bị lao giai đoạn đầu á thì hả, anh chữa trị còn nhanh được. Em nói gì? Ai bị lao? Anh á hả? Rồi, mấy người trong công ty nói gì với em đúng không? Nè, nói cho em biết, nếu như mà anh bị bệnh lao á thì em cũng bị lao, đúng chưa? Bây giờ em đi khám đi. Nếu như em bị lao là anh bị lao. Vậy thôi. Anh nói bậy bạ gì vậy? Sức đề kháng của em mạnh. Nè, em nhìn lại đi, coi ai yếu ai mạnh thì biết. Anh yếu anh mới bị bệnh đó. Em sao á? Bây giờ phải giải thích sao cho em hiểu ta. Đơn giản nó là vậy ha. Bình thường á, trái gió trở trời thì thời tiết thay đổi, thì mình bệnh mình ho thì là bình thường thôi chứ có gì đâu mà phải đi khám bệnh. Không nói được. Tóm lại là anh có chịu đi khám hay không? Không, anh không đi. Em hỏi là anh có chịu đi khám hay không? Không, anh không đi, nhất định không đi. Em hỏi một lần nữa là anh có chịu đi khám hay không? Không. Mình chia tay đi. Em không chấp nhận yêu một người cố chấp như anh. Sức khỏe của anh còn chưa lo được. Sau này cưới em về rồi, ai lo cho em với con em? Em mới nói gì vậy Hồng? Em nói lại coi. Mình chia tay đi. Cái gì? Em nói chuyện tình cảm để hù dọa anh đúng không? Nè nha, nói cho em biết là anh không có sợ đâu, em đừng có hù anh. Em hỏi một lần nữa, anh có đi khám không? Không, anh không đi. Alo, bác sĩ ơi. Mình
Anh chào bác sĩ. Chào hai em. Dạ, bạn của em á là có triệu chứng như là ho với khó thở, thì không biết đó có phải là triệu chứng của viêm phế quản không ạ? Bác sĩ có thể tư vấn cho em biết được về căn bệnh đó. Như em biết là viêm phế quản hay dân gian mình còn gọi là sưng cuốn phổi đó, có rất nhiều triệu chứng khác nhau. Nếu chỉ có một hai triệu chứng đơn lẻ thì khó đồng biết được là người đó có bị viêm phế quản hay không. Thứ nhất là một người bệnh viêm phế quản cấp tính á, thì thường là xảy ra thành những giai đoạn sau. Thường trong vòng vài ngày đầu tiên, bệnh nhân có triệu chứng giống như cảm ho, viêm hô hấp trên bình thường, giống như mình vẫn quen thuộc. Chẳng hạn như cũng ho, cũng hắt hơi, sổ mũi vân vân. Thường kéo dài chừng 2 đến 5 ngày như thế. Rồi sau đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng ho. Bắt đầu tiên chỉ là ho khan thôi. Rồi sau đó là ho có đàm. Đàm này có thể là đàm trắng. Rồi sau đó nhiều hơn có thể là đục. Và thậm chí chừng nếu mà bệnh nhân mà để lâu quá, để muộn quá, thì có thể là ho có đàm ra có màu giống như là màu vàng, màu xanh, thậm chí giống như mủ thật sự. Thì nhiều hơn nữa thì bệnh nhân có một số cái triệu chứng mệt mỏi, nhức đầu, rồi chán ăn, rồi các thứ, nhiều triệu chứng khác nhau. Đau ngực, thậm chí là có thể có khó thở nữa. Mà bác sĩ khi thăm khám thì bác sĩ vừa phải dựa trên hỏi bệnh sử, vừa trên thăm khám lâm sàng thì mới trả lời chính xác được bạn của em là có bị viêm phế quản hay không. Cái nguyên nhân mà làm sao dẫn tới mà bị viêm phế quản đó bác sĩ? Cái viêm phế quản nguyên hàng đầu vẫn là các loại virus đường hô hấp. Virus, dạ. Chúng ta biết là có rất nhiều các loại virus khác nhau. Loại virus đường hô hấp nào cũng gây được cái viêm phế quản. Tới 70% các trường hợp viêm phế quản là do virus. Chẳng hạn như từ các loại virus cúm hoặc virus á cúm, thậm chí cái con coronavirus và cái chủng cũ á cũng là một nguyên nhân quan trọng gây cái viêm phế quản. Đó là nguyên nhân 70% các trường hợp. Bên cạnh đó nếu bệnh nhân bệnh kéo dài hoặc là bệnh nhân thì có một số cơ địa đặc biệt, chẳng hạn người lớn tuổi quá, trên 60-70 tuổi, có cao huyết áp, có tiểu đường, có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có suy giảm miễn dịch, bệnh hen suyễn vân vân, thì có khả năng là có cái vi khuẩn nó sẽ nhào vô nó cũng tấn công luôn. Có nhiều loại vi khuẩn khác nhau, mà có mỗi loại vi khuẩn mà chúng ta cần nhớ đó là con phế cầu. Bên cạnh đó còn có một loại tác nhân gây bệnh đặc biệt, nó không phải là con virus mà cũng không phải là con vi khuẩn nữa, mà ta gọi là tác nhân không điển hình. Nó cũng là một cái thứ nguyên nhân thứ ba để mà làm cho bệnh nhân bị viêm phế quản. Nhưng mà cái chuyện mà quan trọng hơn chúng tôi muốn các em nhớ hơn đó là mình có một số điều kiện thuận lợi, các nguyên nhân thuận lợi khiến cho người ta dễ mắc bệnh hơn. Cái chuyện này mình cần phải nắm. Tại bệnh lẽ cho quy tắc, nếu mình biết được nguyên nhân nào khiến người ta dễ mắc bệnh thì mình mới phòng được chứ. Thì chẳng hạn như thứ nhất là lúc mà thời tiết thay đổi thế này, bệnh nhân bị nhiễm lạnh đột ngột. Chẳng hạn bây giờ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh phía Nam chúng ta đang lúc giao mùa, lúc đông qua, lúc mưa, rất dễ bị nhiễm lạnh đột ngột và như thế rất dễ mắc bệnh. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta tiếp xúc phải một những cái ô nhiễm. Ô nhiễm thì cả không khí, cả ô nhiễm trong bụi bặm trong nhà, và đặc biệt là khói thuốc lá cũng khiến cho bệnh nhân là rất là dễ bị cái chứng bệnh viêm phế quản này. Rồi ngoài ra nếu bệnh nhân có sẵn cái một số bệnh mãn tính, chẳng hạn như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh hen suyễn, bệnh tiểu đường, rồi những người nào mà cái sức đề kháng nó suy kém, bị suy kiệt, suy dinh dưỡng thì cũng là rất dễ bị cái những cái bệnh mà viêm phế quản như thế này. Dạ, bác sĩ cho em hỏi là cách phòng ngừa cái bệnh này được không ạ? Như tôi vừa nói trên thì trên nguyên tắc chúng ta biết cái nguyên nhân nào khiến cho bệnh nhân dễ bệnh á, thì chúng ta sẽ có cách phòng ngừa. Chẳng hạn vào lúc thời điểm thay đổi thời tiết như thế này, giao mùa thế này, mình cố gắng giữ kỹ làm sao cho tất cả chúng ta không bị nhiễm lạnh đột ngột. Đặc biệt các đối tượng như trẻ nhỏ dưới 5 tuổi là những cháu có sức đề kháng chưa có. Hoặc các cụ già trên 65 tuổi là khi các cụ có sức đề kháng cũng giống như cỗ máy, lâu năm cũng yếu lắm rồi.
Đặc biệt những người có mắc bệnh mãn tính như hàng bị tiểu đường, cao huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh hen suyễn nhân dân thì mình phải đặc biệt phải chú ý cẩn thận đối tượng này. Nếu như người khác cẩn thận 1 thì những đối tượng này chúng ta phải cẩn thận tới 10. Thì ngoài ra chúng ta cũng phải cố gắng dọn dẹp nhà cửa chúng ta làm sao sạch sẽ, tránh khói bụi, đặc biệt là tránh khói thuốc lá. Rồi vấn đề dinh dưỡng là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cần cho người thân của chúng ta và chính bản thân chúng ta có một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, đường, đạm, vitamin, các thứ để mà chúng ta có đầy đủ sức đề kháng chống mọi bệnh tật. Rồi vào thời điểm mà giao mùa như thế này, trời nóng quá thì mình có thể dùng thêm cho người nhà các loại hoa quả có nhiều vitamin, thì nó vừa là biện pháp giải nhiệt tuyệt vời vào thời điểm này và đồng thời sẽ thêm nhiều khoáng chất, nhiều cái vitamin để nâng cao sức đề kháng của chúng ta. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta vấn đề chủng ngừa là vấn đề mà chúng ta cũng cần phải nhớ tới. Và những đối tượng, đặc biệt những đối tượng mà trong cái nhóm mà tôi nói gọi là yếu tố nguy cơ như nãy ở trên đó, thì nên chủng ngừa hai thứ. Một là chủng ngừa cúm. Chúng ta biết rằng cúm là cũng như virus là tác nhân hàng đầu gây các trường hợp viêm phế quản. Cái thứ hai là chủng ngừa chống con phế cầu. Thì nếu mà chúng ta làm được bao nhiêu thứ thì tôi nghĩ rằng trong những cái ngày dài ngày hè sắp tới thì chúng ta có thể bảo vệ được chính bản thân chúng ta và người thân chúng ta chống lại các bệnh đường hô hấp, trong đó có bệnh viêm phế quản. Dạ, vậy cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa mới tư vấn cho hai chị em tụi con. Nếu mà sau này nếu mà bạn bè hay là người thân hay là ai đó có nhu cầu tìm hiểu về viêm phế quản thì hy vọng có thể liên hệ bác sĩ để tư vấn được không ạ? Hai em cứ yên tâm, không chỉ người thân, bạn bè mà bất cứ ai có quan tâm tới bệnh viêm phế quản thì cứ alo, bác sĩ nghe.